ở nhà đi không chịu đi xe không chi nhưng biết nữa xe cổ tùm lum tà la chứ. Xài ký nhiêu vậy anh? Xài 25 ngàn. 25 ba hôm qua bớt 23 ngàn, bớt 25 bớt không? Mua đi rồi bớt. Mua bớt không? Xài ngọt không vậy anh? Bao ngọt. Bao ngọt hả? Bao hàng luôn. Ở tôi đè ông nội anh ngọt đó bà ngọt ông nội. Ừ, em là muốn mắm nè, phải có được bù đèo nữa nha. Có bù đèo,
bán trên mấy đường á. Quán này nha. Kế con cưng đó. Ông mắm nấu thêm cần gì nữa không? Nãy mày mua cà tím không? Cà tím mà, cà tím hôm qua mua còn mà hôm qua mua cái cà tím nấu gần thống ăn đó. Sao mà còn mấy trái? Rồi tôm với lại heo quay rồi đó bỏ vô ăn cái gì? Mẹ. Mà hồi bà bán rồi bà bún mắm hồi bà đâu nấu rồi tới bán bún lèo luôn. Đâu? Bún mắm phải có heo quay rồi có tôm rồi có mực nữa kìa. Thôi 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 bỏ vô bún mắm qua bên đi. Nó ăn nói chuyện thì tiếp rồi má. Rồi tiếp chuyện thì đi, tiếp đi gì? Kể vụ thì sao? Bữa sao? Gì? Vụ thì bữa sao rồi? Ủa mấy bà kể tôi nghe vậy bà hỏi tôi sao má? Bà biết bà là người gành với cái bà sớm kế sớm nó bà không biết hỏi tôi. Bà nội ơi, tao thấy nó đi đi với trai thôi chứ tao có nói gì đâu. Dầm tụi mày kể đi, tụi mày biết mà. Bà là người nói với chồng nó chứ ai? Thì hôm bữa nè, chị thấy nó đi ra lấy hàng nè. Rồi xong thằng shipper nó gì nè đó. Tại chị nói rồi, nó cặp với trai gọi gàng. Mặt mẹ này hay lắm. Đi với chồng, bà qua chồng thì bà nói là thì gặp trai bà đi về nha. Thì bà nói là, bà đi kể ông Năm nghe. Thì bà nói là chồng của thì đi với gái. Mày coi đúng mà, đốn nhà con ta chưa? Thì chồng thì đi với gái, em thấy rõ ràng chị ơi. Thấy mà. Trời mày thấy rồi nào? Trời ơi, bữa tôi thấy rõ ràng luôn trời. Thôi bà nội ơi. Đâu? Có chính tay tôi nghe mắt tôi thấy rõ ràng. Tôi mà nó dốc nó xạo đi cho tôi làm chó đi. Tôi la gâu 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 cho bà nghe. Bà nội ơi, bà thấy rồi nào mà bà nói bậy bạ đi nghe. Tao tức thiệt luôn á. Ê thì kìa. Thầy nó nghe thầy chứ nó nghe thầy. Rồi chịu nó vô chi với bà nội. Trời ơi, hôm bữa chồng đi với gái đúng không? Cái gì? Hôm bữa chồng đi với gái, chị chính mắt chị thấy chị chồng em chở nhỏ nào rõ ràng. Ta đi ngang trước mặt chị mà. Chồng em đi với gái thì đúng rồi, nói với chị rồi chị nói với mẹ tám đầu đường đó. Hôm bữa em nói chị nói với em, nhớ không? Chớ thằng này nói xối với em nè. Nó đi với gái nào vậy chị? Ủa là nó không biết hả? Không biết là bữa chị nói với em hả? Có ai nói với em biết gì đâu. Nói với em luôn mà nó không nói mày. Bây giờ tôi nói lộn, tôi nói trong sưng nghe mà nó lộn cho nó không ta? Nói đây cái đầu gì, chị thấy cái đầu gì? Biết đâu chồng mày nói tao, không duyên mày ơi. Xong mày nghe mày hỏi đâu mình tiếng hỏi người ta. Thôi bà nội ơi, chồng bà chứ gì mà hỏi người ta. Ừ, ê, ai nói đi theo gái tôi có nói đâu nha. Ừ, tôi có nói gì đâu cho má nha. Không biết gì đâu. Thôi đừng có nó bắt công nó qua nó kiếm tôi đi, tôi biết gì đâu. Thôi tôi biết tôi không nói theo gái rồi má ơi, ai nói tôi có nói nha. Trời ơi, cái ông này tới xối với tôi về biết tay tôi. Bà nó đợi đây, tôi hỏi bà đó. Cố nội ơi, tự nhiên cái mày hỏi bà hỏi nó vậy? Ai mà biết đâu. Rồi mày kể cho ai? Không, không được chắc tao kể cho ông Sương nghe mà trời ơi. Ôi, thánh nhầm đi đụng mày kể Sương hả? Tôi tưởng nó là kể với nó. Cái đầu óc mày bữa giờ sao dữ liệu cái đầu óc mày biết. Mày kể cho nó về hả? Hai vợ chồng nó có chuyện rồi đụng chuyện rồi hả? Kiếm mấy mình thôi mẹ ơi đi về mẹ ơi. Mày lanh quá, mày tài lanh quá liệu. Ê tôi biết nha, chừng này tôi biết. Thôi bà nội ơi trả tiền nước đi, tôi đi về trước à. Thôi tôi biết. Ủa vậy bắt tôi trả luôn hả? Ờ trả giùm đi má. Trời ơi. Trả tiền nước. Má đưa tiền cho. Tôi không biết gì đâu nha. Chị tính được cái em chị ơi. Lanh lanh nhẹ lẹ em về em trốn coi nó dí giờ. Ôi nó mệt á. Ủa? Cái gì? Chợ mới về hả? Mới về. Ủa mày đi chợ giờ mày đi mấy tiếng đồng hồ vậy? Mấy tiếng là mấy tiếng hả? Giờ chị đang mua rau về nó nấu lẩu mắm cho ăn nè. Thì rồi Quỳnh đâu vậy? Quỳnh đâu? Ai biết nó Quỳnh đâu? Nãy nhà trong nói gì vậy? Bà bị ngáo hả? Bà nó đi với bà hồi bà đi chợ tới giờ nó có nhà đâu? Nó đi tôi nào? Ờ bà còn dắt nó đi, nó đòi đi theo bà còn dắt nó đi nữa mà giờ bà hỏi tôi. Chết cha ơi, chị bây giờ Quỳnh đâu vậy? Trời ơi, Quỳnh đâu vậy? Bà kiếm gì trong đó? Kiếm Quỳnh nè. Quỳnh ở trong này. Bây giờ nó đâu vậy? Trời ơi. Có cái để nó chạy ra chợ đó, coi nó để nó ngoài không chứ. Trời ơi, đi chợ cái gì á? Bà nội sao bắt con cô bà nội? Trời trời, bắt con chị hồi nào? Chị mẹ lỡ đậu xin lỗi gì hồi sớm mới giờ em về nhà mẹ em quên thì em thấy thiếu gì chị bỏ con em hồi này em xin lỗi gì nha. Trời ơi bà để con bà đây tôi coi vậy. Bà khẩu chị đi tôi bắt con bà chắc còn đây để cho bà kiếm à. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi có sao không? Mẹ nói con sao Quỳnh hả? Rồi nãy theo mẹ đi không chịu giờ đi lạc thấy không? Mà lỡ ai bắt cóc mà bắt con đưa bán mà đi rồi sao? Về nhà biết ta sao? Về